Xin chào các bạn. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách chạy quảng cáo AdWords để tăng lượng download cho app. Trước hết, các bạn mở Google AdWords ra. Thì trong cái Google AdWords, các bạn vào trong cái chiến dịch ứng dụng. Đấy. Thì trong cái phần chiến dịch ứng dụng, mình đã chạy những cái cam để mà tăng lượt download. Ví dụ như các bạn vào trong cái phần chiến dịch ha, thì trong cái phần chiến dịch này đây là cái số lượng download, số lượng cài đặt của ứng dụng, đây là chi phí cài đặt, và trong cái phần tỷ lệ tương tác là 2,1%. Thì trong cái phần chi phí trung bình của mỗi lần cài đặt đó là 750 đồng một lượt cài đặt. Thì trong cái phần cái chiến dịch cài đặt này thì mình chọn là chiến dịch cài đặt, chiến dịch ứng dụng, và chạy target vào toàn cầu ha. Rồi đây là những cái chỉ số, những cái thông số cơ bản khi các bạn chạy một cái chiến dịch trên cái Google AdWords. Thì các bạn cần phải lưu ý đến cái phần đó là chi phí, số lượt cài đặt, tỷ lệ tương tác, và cái tương tác bấm vào quảng cáo. Ok. Bây giờ các bạn vào trong cái phần đó là chiến dịch ha. Các bạn vào trong cái chiến dịch của tất cả các chiến dịch, thì các bạn nhấp vào cái mũi dấu cái icon dấu cộng này để các bạn tạo ra một cái chiến dịch ha. Các bạn tích vào dấu cộng và các bạn chọn một cái chiến dịch mới. Trong cái phần chiến dịch mới này thì Google AdWords cho hiển thị cho chúng ta các loại chiến dịch. Thì ở đây nó gồm có 5 loại chiến dịch cơ bản để mà chạy quảng cáo Google AdWords. Thứ nhất đó là chiến dịch tìm kiếm. Thì chiến dịch này chúng ta chỉ cần tập trung trong việc đó là chạy quảng cáo trên website. Chiến dịch hiển thị thì nó hiển thị tất cả những cái sản phẩm, những cái website của mình trên tất cả những cái mạng Google. Thì cái này chúng ta thường sử dụng quảng cáo cho website, app, chiến dịch mua sắm, shopping, chiến dịch video. Và trong cái video này thì mình sẽ bày cho các bạn từng bước để mà chạy một cái chiến dịch ứng dụng toàn cầu. Các bạn tích vào chiến dịch ứng dụng toàn cầu. Thì trong phần này mình sẽ chọn cái phần đó là Android hoặc là iOS. Sau đó mình sẽ chọn cái tên của ứng dụng đó. Ok, sau khi các bạn chọn cái tên ứng dụng và mình sẽ chọn tiếp tục. Sau khi các bạn chọn tiếp tục thì trong cái phần này sẽ gợi ý những ý tưởng trên văn bản để mà kêu gọi tất cả những cái người nhìn vào cái quảng cáo để click vào cái quảng cáo của mình. Trong phần này thì các bạn sẽ điền vào những cái ý tưởng văn bản của quảng cáo. Rồi, ok. Sau khi mình điền xong 4 cái văn bản gợi ý ý tưởng để mà
giúp cho tất cả những cái người nhìn vào quảng cáo để thu hút được cái lượng download. Trong cái phần quảng cáo ứng dụng toàn cầu thì nó gồm có 4 cái hình thức để quảng cáo. Thứ nhất là tìm kiếm trên Google. Thứ hai là hiển thị trên trên màn hiển thị của Google. Thì nó hiển thị trên những cái app và game mà chúng ta đang chúng ta download free về, và chúng ta khi mà sử dụng thì nó hiển thị lên ở đó. Nó hiển thị trên YouTube, hiển thị trên cửa hàng Play Store. Thì trên cửa hàng Play Store, khi các bạn search một cái từ khóa nào đó nó liên quan đến những cái văn bản gợi ý này thì nó sẽ hiển thị lên cái app của mình. Đây, trong phần này. Ok, sau khi đã chọn xong về địa điểm thì chúng ta sẽ chọn tất cả các quốc gia lãnh thổ, và chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ chung đó là ngôn ngữ tiếng Anh. Hoặc là chúng ta sử dụng tất cả ngôn ngữ ha. Thì tối ưu hóa chuyển dịch thì chúng ta sẽ chọn là số lượt cài đặt tất cả những người sử dụng. Ngân sách thì chúng ta sẽ chọn cái ngân sách trung bình của hàng ngày, ví dụ như mình chọn 100. Đặt giá thầu mục tiêu thì đối với giá thầu mục tiêu thì mình chạy ứng dụng toàn cầu thì mình sẽ đặt giá cả khoảng 1.000 trở xuống. Và sau khi các bạn chọn xong thì các bạn lưu, giữ và tiếp tục. Các bạn lưu ý đó là chọn cái tên chiến dịch ha. Ok. Rồi sau khi chọn xong, các bạn chọn tiếp tục của chiến dịch và chiến dịch đã bắt đầu. Thì trong phần này sẽ ngày mai chúng ta sẽ check-in được những cái số lượng cài đặt và chi phí và tỷ lệ tương tác trong cái chiến dịch này.